so sánh giữa ba cái lý thuyết cân bằng trên thị trường tài chính quốc tế, đó là IRP, PPP và IFE. Thì chúng ta biết là trong cái giao dịch kinh tế quốc tế thì nó sẽ thông qua ba cái thị trường chính, đó là gì ạ? Thị trường vốn, thị trường hàng hóa dịch vụ, và bởi vì có giao dịch kinh tế quốc tế cho nên thị trường hối đoái đóng vai trò là trung tâm giữa cái các cái giao dịch vốn và các cái giao dịch hàng hóa dịch vụ giữa các quốc gia, đúng không ạ? Vậy thì ở trên thị trường hàng hóa thì chủ yếu là các cái hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, và giá cả hàng hóa thì sẽ có vai trò quan trọng nhất trong các cái giao dịch này. Còn ngược lại trên thị trường vốn thì chủ yếu là các cái hoạt động mua bán chứng khoán, và nó sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mức lãi suất. Thế thì các cái lý thuyết cân bằng trên cái thị trường tài chính quốc tế nó cũng sẽ xoay quanh cái hai cái loại giá cả này, đó là giá của hàng hóa và lãi suất là giá của quyền sử dụng vốn, đúng không các bạn? Rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái ngang giá và liên quan đến giá cả hàng hóa thì nó sẽ là như thế nào. Đó là cái lý thuyết ngang giá sức mua. Lý thuyết ngang giá sức mua được phát biểu vào năm 1923 bởi nhà kinh tế học người Thụy Điển là Casso. Thì kể từ khi được phát triển cho đến nay thì đã có nhiều những cái nghiên cứu xoay quanh cái vấn đề ngang giá sức mua này. Có nhóm nghiên cứu thì ủng hộ cái lý thuyết này, nhưng cũng có nhóm thì nêu ra những cái tồn tại của lý thuyết và phản bác cái lý thuyết này. Vậy cái lý thuyết này nó là cái gì mà tại sao lại là được quan tâm nhiều bởi những cái nhà nghiên cứu cũng như là các cái nhà làm chính sách đến như vậy, và cho đến hiện nay thì vấn đề về PPP, vấn đề về ngang giá sức mua giữa các quốc gia trên thế giới vẫn đang còn được tiếp tục tranh luận. Thì trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cái khái niệm này, các cái hình thức ngang giá sức mua và phân tích ngang giá sức mua bằng đồ thị. Rồi chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu lý do vì sao mà PPP nó lại không duy trì liên tục. Hết là chúng ta nói về khái niệm ngang giá sức mua. Vậy thì sức mua của một hàng hóa, ngang giá sức mua tức là nói đến cái sức mua của một đồng tiền, xin lỗi, sức mua của một đồng tiền. Vậy sức mua nó là cái gì các bạn? Theo các bạn hiểu thì sức mua nó là cái gì? Sức mua của một hàng hóa hay là sức mua của một đồng tiền? Ví dụ như là chúng ta nói trong thời kỳ lạm phát thì sức mua của đồng tiền giảm xuống, đúng không? Vậy sức mua là cái gì? Mời bạn Thanh Nguyên nào. Dạ thưa cô, sức mua của một đồng tiền được hiểu như là sức mua của một đồng tiền được thể hiện qua số lượng hàng hóa mà đồng tiền nó mua được tại một thời điểm đó cô. Là cái số lượng hàng hóa mà cái đồng tiền đó mua được tại một thời điểm, đúng không ạ? Đấy là lý do mà mình bảo là trong thời kỳ lạm phát thì sức mua của đồng tiền giảm xuống, đúng không? Bởi vì lạm phát thì giá hàng hóa tăng lên, như vậy thì cũng là một đồng tiền như cũ nhưng mà mình mua được ít hàng hóa hơn, đúng không ạ? Trước đây thì là một gram và một cái lượng vàng thì chỉ có giá là 38 triệu thôi. Bây giờ nó là 54 triệu, đúng không ạ? Vậy thì trước đây 38 triệu đã mua được một lượng vàng rồi, còn bây giờ 38 triệu thì chỉ mua được là 0,6 0,7 lượng thôi, đúng không ạ? Rồi, vậy sức mua của một đồng tiền thể hiện là số lượng hàng hóa mà đồng tiền đó mua tại một thời điểm. Và cái sức mua thì nó có bao gồm là sức mua đối nội và sức mua đối ngoại. Sức mua đối nội là cái lượng hàng hóa mà cái đồng tiền đó mua được ở trong nước. Mua được ở trong nước ha. Cho nên là sức mua đối nội nó phụ thuộc vào lạm phát của đồng nội tệ. Đúng không nào? Cô vừa mới phân tích xong. Còn ngược lại, sức mua đối ngoại là cái số lượng hàng hóa mà đồng tiền đó mua được ở nước ngoài. Vậy thì muốn mua được ở nước ngoài thì rõ ràng là phải chuyển đổi đồng tiền, đúng không? Ví dụ như là mình đang nói là sức mua của đồng Việt Nam, sức mua đối ngoại của Việt Nam đồng.
Vậy thì đó, nó được tính bằng cái số lượng hàng hóa mà Việt Nam đồng có thể mua được hàng hóa ở nước ngoài. Thế thì muốn mua ở nước ngoài, ví dụ như mua ở Mỹ thì phải chuyển Việt Nam đồng sang đô la Mỹ, hay muốn mua ở Campuchia thì phải chuyển Việt Nam đồng sang đồng riêu của Campuchia, hay là muốn mua tại Lào thì phải chuyển sang đồng kíp của Lào, đúng không? Vậy thì khi nói đến sức mua đối ngoại thì nó sẽ phụ thuộc vào cái sự biến động của tỷ giá và lạm phát của nước ngoài, đúng không ạ? Lạm phát của nước ngoài nó làm cho giá hàng hóa ở nước ngoài nó thay đổi, nó tăng lên hoặc nó giảm xuống. Thì như vậy là nó cũng ảnh hưởng đến sức mua đối ngoại của đồng tiền. Ngoài ra, để thực hiện mua ở nước ngoài thì đồng tiền đó phải chuyển sang đồng ngoại tệ. Chính vì vậy nó còn phụ thuộc vào tỷ giá. Như vậy, sức mua của đồng tiền, sức mua nói chung thì nó sẽ phụ thuộc vào lạm phát ở trong nước, tỷ giá và lạm phát ở ở nước ngoài. Được chưa ạ? Rồi. Về ngang giá sức mua, như vậy chúng ta hiểu về sức mua là gì rồi. Vậy thì bây giờ ngang giá sức mua nó là tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền mà theo cái tỷ lệ này ha, thì số lượng hàng hóa mua được trong nước và nước ngoài là như nhau khi đổi một đơn vị nội tệ ra ngoại tệ và ngược lại. Hay nói cách khác là cái gì các bạn? Hay là cái khác là ngang giá sức mua là một cái tỷ lệ trao đổi, hay là một cái tỷ giá đó, đúng không? Tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền chính là tỷ giá. Mà sức mua đối nội và sức mua đối ngoại của một đồng tiền là như nhau, phải không ạ? Rồi ngang giá sức mua nó sẽ tồn tại dưới hai hình thức, đó là ngang giá sức mua tuyệt đối và ngang giá sức mua tương đối. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu lần lượt hai cái hình thức này. Đầu tiên đó là ngang giá sức mua tuyệt đối. Ngang giá sức mua tuyệt đối thì được phát triển dựa trên nền tảng là luật một giá. Còn ai nhớ luật một giá là gì không? Cô đã đề cập đến ở các chương trước rồi. Nhớ không? Không Long nữa. Dạ thưa cô, luật một giá là được xây dựng dựa trên giả định của thị trường cạnh tranh hoàn hảo. À, cô biết thế, nhưng mà cô đang hỏi là phát biểu cái luật một giá mà. Nội dung của cái luật một giá, còn đó là điều kiện để luật một giá tồn tại. À, mình chưa đúng ha. À, cô Dạ. mời bạn khác nào. À, cô mời bạn Đoan Nguyên nào. Mời bạn Đoan Nguyên nào. Dạ thưa cô, là luật một giá có nghĩa là ở cái thị trường đó thì chỉ có một giá chào mua và một giá chào bán thôi ạ. À, cũng chưa chính xác ha. À, cái luật một giá này á là mình đã nói ở chương mấy nhỉ? Chương nói về arbitrage đó các bạn. Chương chương 4 đúng không? Kinh doanh chênh lệch giá và ngang giá lãi suất đó mình mới học ở chương 4 tuần trước xong, quên rồi. Mời bạn khác nhá. Cô mời bạn Hiếu Thảo nào. Dạ thưa cô, luật một giá là trong một thị trường thì các hàng hóa giống nhau phải được bán với cùng một giá. Đúng rồi, các hàng hóa giống nhau thì sẽ được bán với cùng một giá, đúng không ạ? Rồi, vậy thì cái hình thức ngang giá sức mua tuyệt đối này nó được phát triển dựa trên cái nền tảng của cái luật một giá đó. Có nghĩa là các hàng hóa giống nhau thì sẽ được bán với cùng một giá. Vậy thì bây giờ nó bán ở các thị trường khác nhau, bán ở thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Thì khi quy đổi cái đồng tiền ra đồng tiền nước ngoài thì nó cũng mua được cái hàng hóa đó cùng một cái số lượng hàng hóa đó ha. Cái luật một giá này nó được xây dựng dựa trên giả định là thị trường hoàn hảo. Vậy thế nào là thị trường hoàn hảo các em? Thế nào là thị trường hoàn hảo? Cô đang hỏi là khái niệm về cái thị trường hoàn hảo chứ không phải là điều kiện để thị trường hoàn hảo nhá. Rồi, thế nào là thị trường hoàn hảo? Cô mời bạn Trâm Anh nào.
Vậy thưa cô, là theo em là thị trường hoàn hảo là giá cả của cái hàng hóa đó phản ánh đúng giá trị của cái hàng hóa. Đúng rồi, chính xác. Một thị trường được xem là hoàn hảo là các hàng hóa trên thị trường thì có giá cả phản ánh đúng giá trị. Đúng không ạ? Có giá cả phản ánh đúng giá trị. Chúng ta biết là trên thực tế giá cả nó sẽ xoay xung quanh giá trị, đúng không? Nếu mà giá cả cao hơn giá trị thì chúng ta nói là thị trường đang định giá nó quá cao, định giá sản phẩm nó quá cao. Còn nếu mà giá cả mà nhỏ hơn giá trị thì chúng ta nói thị trường đang định giá quá thấp, nó không phải là hoàn hảo, nó có sự bất hoàn hảo. Còn thị trường chỉ là hoàn hảo khi giá cả bằng đúng với giá trị, được chưa? Vậy thì để thị một thị trường được hoàn hảo thì nó phải thỏa mãn được hai cái điều kiện, đó là tính cạnh tranh hoàn hảo và thị trường có thông tin hoàn hảo. Tính cạnh tranh hoàn hảo để đáp ứng cái điều kiện đó là có rất nhiều người mua và rất nhiều người bán, và không ai có thể gì ạ tác động đến giá của hàng hóa cả. Hay nói cách khác là không có hiện tượng làm giá ở đây, cũng không có cái hiện tượng độc quyền để mà ấn định giá cao hơn giá cả. Không. Khi mà nhiều người mua, nhiều người bán và không ai có thể là tác động đến giá thì giá sẽ do cung cầu thị trường quyết định. Đó. Điều kiện thứ hai là thị trường phải có thông tin hiệu quả. Thị trường phải có thông tin hiệu quả để ở chỗ đó là người mua và người bán có thể tiếp cận được mọi thông tin. Đó. Vậy thì với cái điều kiện là thị trường hoàn hảo về tính cạnh tranh thì chúng ta có này, điều kiện là có nhiều người mua, nhiều người bán này, bốn chữ N ha. Khi nói đến cái môi trường cạnh tranh hoàn hảo thì chúng ta nói đến bốn chữ N này. Number, no transaction cost, no barrier và no intervention, tức là không có chi phí giao dịch, nhiều người mua nhiều người bán, không có chi phí giao dịch, không có rào cản và không có sự can thiệp của chính phủ, đúng không ạ? Rồi tất cả những cái điều kiện này là để làm gì ạ? Đảm bảo ví dụ nhiều chủ thể mua bán thì để đảm bảo là không ai tác động đến giá thị trường này, rồi không có chi phí giao dịch thì đảm bảo cho giá của cùng một mặt hàng nó sẽ là như nhau, hay là cái khác là để cho cái luật một giá nó được duy trì. Chứ còn nếu mà có chi phí giao dịch thì giá nó còn như nhau nữa không? Giá một cái bắp cải ở Sài Gòn với giá một cái bắp cải ở Đà Lạt nó đâu có giống nhau. Vì sao? Bởi vì ở Đà Lạt là nơi trồng nó, rồi vận chuyển nó xuống Sài Gòn, nó tốn cái chi phí vận chuyển, đúng không? Tốn chi phí bảo quản, thì thành ra là giá nó khác nhau. Đó. Vậy thì nếu như mà trong trường hợp không có chi phí giao dịch, thì rõ ràng là một cái bắp ở Sài Gòn với một cái bắp ở Đà Lạt nó cũng là được bán với giá như nhau. Mà không có rào cản để tự do giao dịch và tự do cạnh tranh thì điều này giúp cho là cái giá nó sẽ do thị trường điều chỉnh, đúng không ạ? Tự do giao dịch và tự do cạnh tranh. Chứ còn chúng ta thấy là ví dụ như là trước năm 1986 mà nước ta là đang còn thời kỳ bao cấp, đúng không các bạn không được sống trong thời kỳ đó, nhưng mà cũng được nghe bố mẹ kể lại là trước trước năm 86 đó là thời kỳ bao cấp. Ở cái thời kỳ đó thì là hàng hóa nó sẽ được phân phối đến người dân qua các cái cửa hàng bách hóa, phải không ạ? Cửa hàng bách hóa, và muốn mua hàng tại các cái cửa hàng này thì phải có tem phiếu, đúng không? Rồi mỗi một cái đối tượng thì sẽ được phát một cái số lượng tem khác nhau, và giá cả của các cái mặt hàng này là do gì? Là do chính phủ quy định, đúng không ạ? Do chính phủ quy định, nó không do thị trường quy định nữa. Đó. Mặc dù có nhu cầu lớn nhưng giá nó cũng không tăng bởi vì giá đã được ấn định trước rồi. Đó. Hay là có mặt hàng dư thừa thì giá nó cũng không có giảm. Đó. Và không có được tự do giao dịch. Tất cả các cái sản phẩm sản xuất ra thì chính phủ thu mua và chính phủ phân phối. Ví dụ như là người nông dân ở quê có thể là có nhiều đất hơn,
trồng rau được, nuôi gà được, và dư. Còn người thành phố thì không có đất để nuôi trồng, thì muốn là gì? Người dân muốn mà mang cái sản phẩm ở quê ra ngoài thành phố bán có được không? Không được. Tất cả đều phải thông qua là cái hệ thống mà mua bán của chính phủ phân phối đó. Và chính vì cái tự do, không có cái, không có điều kiện tự do giao dịch và không cạnh tranh, cho nên là giá cả hàng hóa nó không được quyết định dựa trên cung cầu, và ở đó thì luật một giá không được duy trì. Chính phủ muốn bán ở ở nông thôn giá thấp, muốn bán ở thành thị giá cao thì cứ như vậy bán thôi. Đó. Cung cầu nó không phản ánh đúng bản chất, và giá cả nó cũng không phản ánh đúng được cái lượng cung cầu trong nền kinh tế. Rồi về cái điều kiện cuối cùng đó là no intervention, tức là không có cái sự can thiệp của chính phủ. Thì không có sự can thiệp của chính phủ thì giá cả nó mới phản ánh đúng cái bản chất được, không bị đội giá được, đúng không ạ? Bởi vì khi có sự can thiệp của chính phủ, giống như chúng ta thấy này, là chính phủ có đánh thuế này, đúng không? Đánh thuế vào một cái sản phẩm nào đó thì nó sẽ làm cho là giá của sản phẩm đó tăng lên. Nhưng mà về thực chất là giá trị của sản phẩm có tăng không các bạn? Không, đúng hả? Chính phủ đánh thuế, giá trị của sản phẩm đâu có tăng, nhưng giá cả lại tăng lên. Và chính vì vậy mà nó làm cho giá cả và giá trị rời xa nhau. Bạn nào đang bật mic tắt giúp cô với. Hiếu Thảo đang bật mic nha. Rồi. Dạ dạ, em xin lỗi cô. Rồi. Về cái giả định, cái điều kiện thứ hai đó là điều kiện về thông tin hiệu quả. Thị trường có thông tin hiệu quả. Thông tin hiệu quả ở đây được hiểu là gì? Đó là cái dễ tiếp cận này, nhanh này, chính xác này, không tốn phí này, và giá cả phản ánh mọi thông tin có liên quan. Chúng ta biết rằng với các cái thị trường, ví dụ như là thị trường ngoại hối hoặc là thị trường chứng khoán chẳng hạn, thì nó rất là nhạy cảm với thông tin, đúng không ạ? Khi có bất kỳ một cái thông tin liên quan thì giá cả ngay lập tức phản ánh. Và như vậy chúng ta nói các cái thị trường này là hiệu quả hơn về mặt thông tin so với những cái thị trường như là thị trường hàng hóa. Vậy thì về cái mức độ, về cái mức độ hiệu quả thì chúng ta có là ba cái cấp độ hiệu quả về mặt thông tin. Đó là hiệu quả dạng mạnh, hiệu quả dạng yếu và hiệu quả dạng trung bình. Một thị trường được coi là hiệu quả về mặt thông tin ở dạng mạnh thì thị trường đó nó sẽ phản ánh toàn bộ thông tin trong quá khứ, hiện tại và dự đoán được một số thông tin trong tương lai. Thị trường mà hiệu quả ở dạng trung bình thì nó chỉ phản ánh thông tin trong quá khứ và hiện tại thôi, mà không dự đoán được tương lai. Còn cái thị trường dạng yếu đó là phản ánh thông tin trong quá khứ, chứ không phản ánh hiện tại và tương lai. Đó. Vậy thì ở thị trường của, ví dụ như thị trường chứng khoán Việt Nam chẳng hạn, thì có rất là nhiều nghiên cứu mà người ta đánh giá được cái tính hiệu quả của cái thị trường này đó. Đó là thị trường của chúng ta đang ở cái dạng dạng yếu. Và đang tiến tới dạng trung bình, tức là sao? Tức là giá cả hiện nay đang chỉ phản ánh các thông tin trong quá khứ, một số là phản ánh được thông tin ở hiện tại nhưng chưa dự đoán được thông tin ở trong tương lai. Đó. Do các cái quy định về công khai thông tin cũng như là cái tính minh bạch về giá ở thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa được bằng các cái quốc gia phát triển. Còn thị trường ở các quốc gia phát triển thì người ta đánh giá là hiệu quả dạng cao. Vậy thì tóm lại ha, một thị trường được xem là hiệu quả khi mà gì? Giá cả phản ánh đúng giá trị, và điều kiện để cho thị trường đó hiệu quả là nó phải có cạnh tranh hiệu quả và thông tin hiệu quả. Rồi, vậy trong cái thị trường hiệu quả đó thì luật một giá được duy trì. Và luật một giá phát biểu là trong điều kiện thị trường hoàn hảo thì giá cả của hàng hóa nó sẽ giống nhau tại bất kỳ quốc gia nào khi được tính bằng một đồng tiền chung. Giá cả của các hàng hóa giống nhau
sẽ bằng nhau khi được tính bằng một đồng tiền chung. Nếu như luận một giá không được duy trì thì sao các bạn? Thì sao mà chúng ta đã học ở chương 4 rồi? Nếu luật một giá không được duy trì dẫn đến điều gì? Phượng. Thưa cô, là khi mà luật một giá không duy trì thì sẽ có sự chênh lệch giá, thì lúc đó sẽ dẫn đến sự kinh doanh chênh lệch giá ạ. Luật một giá không được duy trì thì dẫn đến là các nhà đầu cơ sẽ tiến hành arbitrage, và khi đó thì sẽ điều chỉnh cái giá trên thị trường để trở về mức cân bằng, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái luật một giá trên cái thị trường tài chính này này, xin lỗi, trên thị trường ngoại hối này, là nói về giá hàng hóa khác nhau sẽ bằng nhau khi được tính bằng một đồng tiền chung đó. Thì việc điều này nó chỉ tồn tại trong điều kiện chế độ tỷ giá cố định thôi, được chưa? Chỉ tồn tại trong điều kiện chế độ tỷ giá cố định. Khi đó thì tỷ giá đã cố định rồi thì cái nhân tố điều chỉnh để thị trường trở về cái trạng thái là luật một giá, trạng thái hoàn hảo đó là giá hàng hóa. Còn nếu mà trong cái thị trường mà tỷ giá nó là linh hoạt thì cái nhân tố mà điều chỉnh thị trường nó lại là tỷ giá. Đó. Cho nên chúng ta sẽ xét trong cái điều kiện là tỷ giá cố định ha, để xem là giá hàng hóa nó sẽ điều chỉnh thôi như thế nào. Rồi cô lấy ví dụ như trên thị trường đang có thông tin như sau: giá một cái iPhone 12 ở Mỹ là 749 đô. Còn giá iPhone 12 ở Việt Nam cũng là cái hàng hóa đó ha. Hàng hóa này là hoàn toàn giống nhau này. Một chiếc iPhone 12 128 gì. Đó. Giá ở Việt Nam là 23 triệu 990 ngàn. Đây là giá cái thời mới ra thôi, bây giờ nó rẻ hơn rồi đúng không? Rồi, tỷ giá giao ngay niêm yết của ngân hàng Vietcombank là 1 đô thì bằng 23.610 Việt Nam đồng. Như vậy thì nếu như mà mình tính theo cái tỷ giá của Vietcombank này thì 23 triệu 990 ngàn với tỷ giá là 23.610, thì giá iPhone ở Việt Nam mà tính theo đô la Mỹ nó sẽ ra là 1.016 đô, đúng không ạ? Và giá nó ở Mỹ là 749 đô. Vậy nếu mà bạn là nhà đầu tư hay hay chỉ đơn giản bạn là một người đi du lịch thôi ở Mỹ thôi thì bạn sẽ làm gì? Dạ mua bên Mỹ luôn cô. Mua ở Mỹ, xách tay về Việt Nam bán, đúng không? Ăn chênh lệch lời bao nhiêu một cái? Lời gần 400 đô, đúng không? Lời gần là 400 đô một cái iPhone rồi. Và nếu như mà chúng ta đang giả định trong điều kiện thị trường hoàn hảo nhé các bạn, đang giả định trong điều kiện thị trường hoàn hảo là không có chi phí này, không có can thiệp của chính phủ này, không có rào cản này, cạnh tranh hoàn hảo là đúng không ạ? Bởi vì đang không có chi phí cho nên là mình xách tay mình chả phải mất phí gì cả, hay là không có can thiệp của chính phủ, mình muốn xách bao nhiêu mình xách, đúng không? Chứ đâu phải như bây giờ là mình đi ra nước ngoài mình phải giới hạn là được mang bao nhiêu tiền, mang tối đa có 5.000 đô à, đâu có được mua nhiều hơn, đâu có được mang nhiều hơn, thành ra không có mua được nhiều. Còn mình đang nói trong điều kiện là thị trường hoàn hảo, vậy thì lúc này người ta sẽ gì ạ? Mua tại Mỹ, iPhone ở Mỹ, về Việt Nam bán ăn chênh lệch, đúng không? Thế thì khi mà có cái hiện tượng này gọi là arbitrage đó, phải không ạ? Nó sẽ ngay lập tức điều chỉnh cơ chế giá, đúng ạ? Nhiều người mua iPhone ở Mỹ thì cầu iPhone ở Mỹ tăng lên, đúng không? Và đẩy giá iPhone ở Mỹ lên. Rồi ngược lại, nhiều người bán ở Việt Nam làm cho cung iPhone ở Việt Nam tăng, làm hạ giá iPhone tại Việt Nam xuống. Chừng nào mà cái việc tăng lên giá iPhone ở Mỹ với giảm giá iPhone ở Việt Nam nó làm thu hẹp lại lợi nhuận của nhà đầu cơ. Và khi nào nhà đầu cơ không còn lợi nhuận từ cái việc can thiệp này, từ cái việc là kinh doanh iTrade này nữa, thì lúc đó thị trường nó lại trở về trạng thái của luật một giá, đúng không ạ? Rồi, vậy thì với cái luật một giá này
À, thì nó sẽ được duy trì trong điều kiện là thị trường hoàn hảo. Đó. Và luật một giá nó chỉ áp dụng cho một loại hàng hóa thôi, đúng không các bạn? Chúng ta đang phân tích có một loại hàng hóa thôi, nó áp dụng cho một loại hàng hóa thôi. Khi mà chúng ta mở rộng cái luật một giá này cho một rổ hàng hóa tiêu chuẩn, nhớ nhé, mở rộng ra cho một rổ hàng hóa tiêu chuẩn thì chúng ta có cái lý thuyết cái ngang giá sức mua tuyệt đối. Được chưa? Rồi, vậy thì ngang giá sức mua tuyệt đối được phát biểu như sau. Với giả định trong điều kiện thị trường hoàn hảo thì hình thức ngang giá sức mua tuyệt đối cho rằng là giá cả của rổ hàng hóa giống nhau tại hai quốc gia bất kỳ thì sẽ bằng nhau khi được tính bằng một đồng tiền chung. Đây, giá cả của rổ ở bên chỗ luật một giá thì chúng ta nói là giá cả của gì? Của một hàng hóa giống nhau thôi. À, còn với cái điều kiện ngang giá sức mua tuyệt đối thì chúng ta phát biểu nó là giá của một rổ hàng hóa giống nhau tại hai quốc gia bất kỳ thì sẽ bằng nhau khi tính bằng một đồng tiền chung. Vậy thì rổ hàng hóa tiêu chuẩn đó là cái gì? À, rổ hàng hóa, chúng ta đã nghe đến cái khái niệm rổ hàng hóa này ở đâu rồi? Nghe chưa? Nghe rồi á. Nghe hồi xưa các bạn học môn là xin lỗi, kinh tế vĩ mô. Các bạn có học về lạm phát không? Ừ? Kinh tế vĩ mô học về lạm phát, về GDP đó. Muốn tính lạm phát thì mình phải dựa vào gì? Giá, lạm phát là sự gia tăng liên tục của mức giá chung, đúng không? À, mức giá chung ở đây là tính mức giá của một cái rổ hàng hóa tiêu chuẩn đó. Nhớ không? Nhớ không? Vậy rổ hàng hóa tiêu chuẩn đó là cái gì? Ở đây nó là một cái tập hợp các cái loại hàng hóa tiêu dùng tiêu chuẩn của một quốc gia. Các hàng hóa tiêu dùng tiêu chuẩn của một quốc gia là thế nào được coi là tiêu chuẩn? Đó là cái hàng hóa đó nó phải là gì ạ? Nó phải sử dụng nhiều này, nó đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu này. Rồi bởi vì chúng ta thấy là trong cái nền kinh tế có rất là nhiều mặt hàng, hàng nghìn mặt hàng hàng hóa, đúng ạ. Nhưng mà để mà tính được cái giá cả chung của tất cả các mặt hàng trong nền kinh tế là không khả thi, đúng không? Có những cái loại hàng hóa là nó tiêu dùng ở vùng này nhưng nó không tiêu dùng ở vùng khác. Ví dụ như là ở Tây Nguyên thì người ta có văn hóa tiêu dùng ở Tây Nguyên nó khác với là các cái vùng như là thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, đúng không? Đó. Thế thì cái rổ hàng hóa tiêu chuẩn là cái rổ mà gọi là rổ hàng tiêu dùng chung của một quốc gia của Nhật. Và ở Việt Nam các bạn có biết cái rổ hàng hóa của Việt Nam thì có bao nhiêu mặt hàng không? Bao nhiêu hàng hóa không? Những bạn mà đang giơ tay này là giơ tay của câu nào đó, các bạn giơ xong các bạn bỏ tay xuống giúp cô với thì để cô kiểm soát. Khi nào cô gọi câu mới thì các bạn hãy giơ. Vậy đang ghi câu mới phải không? Em cô Mời bạn Trâm Anh hả? Trâm Anh nào? Trâm Anh bỏ tay rồi. em Rồi mời bạn Công Long nào. dạ thưa cô là gồm 10 mặt hàng ạ cô. 10 mặt hàng thôi hả? Đoán hả? Đoán hả? Nó có 10 nhóm á. Mười nhóm, tổng cộng có bao nhiêu mặt hàng? Cũng nhiều con. Nhiều là bao nhiêu? Nhiều phải rõ ràng chứ. À, khi mà tính toán cái mức giá chung trong nền kinh tế thì đúng là người ta sẽ chọn những cái nhóm mặt hàng, ví dụ như là cái mặt hàng thiết yếu này, đúng không ạ? Như là gạo thì không thể thiếu được rồi này, đúng không? Gạo, dầu ăn, nước mắm, rồi muối, rồi các cái loại gia vị, đó là những cái mặt hàng không thể thiếu, không thể là không đưa vào cái rổ hàng hóa tiêu chuẩn được, đúng không ạ? Đó là những cái mặt hàng thiết yếu. Rồi đó đến là những mặt hàng thiết yếu thì sẽ được tiêu dùng nhiều, mà tiêu dùng nhiều thì tỷ trọng của nó trong cái rổ hàng hóa sẽ cao. Rồi đến nữa là những cái mặt hàng mà
bình thường thường có thể tiêu dùng hoặc là không, hoặc là đến những cái mặt hàng xa xỉ chỉ có một số ít cái đối tượng tiêu dùng thôi, thì tỷ trọng nó sẽ thấp. Ở Việt Nam của chúng ta, cái rổ hàng hóa tiêu chuẩn của Việt Nam là có 654 hàng hóa nhé các bạn. À, giai đoạn hiện nay là 654, thì cái rổ hàng hóa này nó sẽ được thay đổi trong các giai đoạn. Ví dụ như là thông thường thì sẽ quy định một cái rổ hàng hóa như vậy là từ 5 cho đến 10 năm. À, đó, và nó sẽ các cái giai đoạn khác thì sẽ thay đổi bởi vì xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng nó cũng sẽ thay đổi. Vậy thì ở sức mua tuyệt đối có rổ hàng hóa đó nha các bạn, chứ không phải là giá của một mặt hàng nữa. Và giá của một rổ hàng hóa thì nó sẽ được tính bằng, cũng giống như cái cách tính là cách tính CPI của mình thôi, cái tính CPI để tính ra lạm phát đấy. Cái này các bạn mặc nhiên là các bạn học rồi trong môn kinh tế vĩ mô rồi nhá, chứ không phải cô đi dạy lại nữa đâu nào. Đó, nó một cái chỉ số giá chung CPI của mình thì sẽ bằng gì, WI nhân với là PI. Đó, với Y chạy từ 1 cho đến N, có N mặt hàng thì chúng ta sẽ là tính cái giá của nó bằng tỷ trọng của nó là trong cái rổ đó nhân với giá của hàng hóa đó trên thị trường, giá trung bình trên thị trường đó, phải không ạ? Vậy thì để điều kiện của ngang giá sức mua tuyệt đối duy trì thì có phải là chúng ta nói giá của hàng hóa đó, giá của cái rổ hàng hóa đó tính bằng một đồng tiền này thì sẽ bằng giá của rổ hàng hóa đó khi tính bằng đồng tiền khác, đúng ạ? Hay nói cách khác là WI nhân PI, tức là giá của rổ hàng hóa trong nước thì sẽ bằng giá của rổ hàng hóa đó ở nước ngoài, nhưng mà cái rổ hàng hóa đó ở nước ngoài thì sẽ có giá nước ngoài, tức là giá PI sang, đúng không? Gạo ở Việt Nam thì bán giá 20, 20, 21, 22 ngàn một ký, nhưng mà sang Mỹ thì nó bán 2 đô một ký cũng có, đúng mà. À, cho nên là cái giá lấy tại nước ngoài thì mình phải, ở cái rổ hàng hóa ở nước ngoài thì mình phải lấy theo giá nước ngoài, mình cũng phải lấy theo cái tỷ trọng của nó ở trong cái rổ hàng hóa tại nước ngoài. Và khi quy đổi giá nước ngoài thì tính bằng ngoại tệ, đúng không? Giá nước ngoài tính bằng ngoại tệ. Và khi mà lấy WI sao nhân với PI sao thì nó ra đơn vị là ngoại tệ. Vậy thì mình muốn cho hai anh này bằng nhau, mình phải nhân với là tỷ giá, hay chúng ta gọi nó là cái tỷ lệ quy đổi giữa hai đồng tiền đó. À, và đây là điều kiện của ngang giá sức mua tuyệt đối. Rồi, vậy thì nếu như cô gọi là cái WPI, WI nhân với PI nó là giá trong nước, mức giá chung trong nước gọi là P đi, và cái WI sao nhân với PI sao là mức giá chung ở nước ngoài gọi là P sao, thì khi đó chúng ta sẽ đưa rút gọn cái công thức này về dạng là P bằng S nhân với P sao. Và từ đây chúng ta rút ra được cái S, cái tỷ giá, cái gọi là tỷ lệ trao đổi để ngang giá sức mua tuyệt đối được duy trì là S sẽ bằng P chia cho P sao. Đúng không ạ? Rồi, và S được phát biểu là tỷ giá theo ngang giá sức mua tuyệt đối. Là các bạn ghi vô nha, các bạn nốt vào nha. S sẽ là tỷ giá theo ngang giá sức mua tuyệt đối. Nó sẽ khác với cái tỷ giá trên thực tế nhé các bạn. Nó khác tỷ giá trên thực tế ạ. Vậy thì nếu như mà có một cái bài toán người ta yêu cầu các bạn xác định là cái ngang giá sức mua tuyệt đối có được duy trì hay không, không? Thì lúc đó các bạn sẽ phải đi tính cái S trong điều kiện ngang giá sức mua tuyệt đối này, rồi so sánh với tỷ giá trên thực tế. Nếu như S này mà bằng với là S thực tế, ví dụ như là lúc nãy đây, đây đây, quay lại cái ví dụ ban đầu cái iPhone của mình này, phải không? Nếu như là ngang giá sức mua tuyệt đối mà tồn tại thì có phải là S sẽ bằng là P chia P sao không? Đúng không? P chia P sao. Vậy P là giá hàng hóa trong nước, ở đây mình đang nói có một mặt hàng thôi. Và giá hàng hóa trong nước nó là 749. Còn giá của xin lỗi. Giá hàng hóa trong nước là 23.000
990. 23.990.000. Đó, rồi chia cho là giá của hàng hóa nước ngoài là 749. Nó bằng bao nhiêu? Nó bằng bao nhiêu? Và so sánh nó với cái tỷ giá thực tế này, rõ ràng là nó khác nhau. Về khác nhau có nghĩa là PVP tuyệt đối không có được duy trì. Bây giờ chúng ta cùng xem một cái ví dụ khác này. Giả sử ở đây cô lấy một cái rổ hàng hóa là giống nhau của Việt Nam và Mỹ ha. Mặc dù là cái rổ hàng hóa này không có được tiêu chuẩn lắm, đúng không? Không được tiêu chuẩn lắm. Ví dụ như là các cái hình, cái ví dụ như xe máy Honda PCX này ở Việt Nam cũng không có tiêu dùng mấy đâu, đúng không? Nó cũng thuộc dạng là khá là xa xỉ với người Việt Nam rồi đó, đối với phần đa dân số Việt Nam rồi. Rồi nhưng mà cái rổ để mà lấy được, để mà có được một cái rổ hàng hóa là hoàn toàn giống nhau giữa các quốc gia thì không phải là dễ, đúng không ạ? Bởi vì văn hóa tiêu dùng là khác nhau, rồi cái gì nữa, rồi gì nữa, rồi cái năng lực sản xuất của các quốc gia là khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như là ở Mỹ nó sản xuất được iPhone 12, ở Việt Nam 13, 14 Việt Nam có sản xuất được đâu, cho nên muốn tiêu dùng cũng đâu có, phải nhập khẩu của nước ngoài về, đúng không ạ? Rồi thì trong cái rổ hàng hóa này mình đang minh họa mà, cho nên là mình cố gắng này, cố gắng cô lấy là trong cái rổ này cũng có hàng thiết yếu này. Đâu rồi? Hàng thiết yếu, ví dụ như là đồ ăn này, đồ uống này. Đó, rồi có các cái mặt hàng về liên lạc, giao thông, viễn thông như là gì? Điện thoại Samsung này, giao thông như là xe máy này, hay là các cái nhu cầu thiết yếu như là ăn mặc rồi là một số khác xa xỉ hơn như là các cái dịch vụ chăm sóc da chẳng hạn. Đó. Rồi và có đơn giá của các cái mặt hàng tương ứng ở Việt Nam và ở Mỹ như thế này. Thì chúng ta xem cái cột cuối cùng này. Cột cuối cùng nói về cái tỷ lệ ngang giá với từng hàng hóa, tức là cô đang tính là bằng giá ở Việt Nam chia cho giá ở Mỹ đó, đối với từng hàng hóa nhé. Thì mình thấy này, ví dụ mình nhận xét mình thấy là đối với cái điện thoại chẳng hạn Samsung S20 ở Việt Nam có giá là 21.490.000, ở Mỹ có giá là 999 đô. Như vậy thì khi quy đổi sang ngang giá thì sẽ là 1 đô bằng 21.511 Việt Nam đồng. Nhưng xem những cái mặt hàng khác nhé, là ví dụ như là dịch vụ cắt tóc chẳng hạn, dịch vụ cắt tóc nam thì ở Việt Nam là 120.000. Đây là cũng cắt hạng sang rồi đúng không? Cắt hạng sang rồi đó. Rồi còn ở Mỹ chỉ có là 28 đô thôi. 28 đô. Vậy thì quy đổi ra là 1 đô. Quy đổi tỷ lệ ngang giá của cái hàng hóa này á, của cái mặt hàng này nó là 1 đô thì bằng 4.285 Việt Nam đồng. Bây giờ có thấy có sự chênh lệch không? Thấy không? Rồi hay là cái dịch vụ chăm sóc da nữa cũng như vậy ha. Một lần đi spa của các chị em nó là 850 ngàn, tùy với mức độ chăm sóc. Nhưng mà ở Mỹ là 80 đô, như vậy quy đổi ra là 1 đô thì tương đương với là 10.625 Việt Nam đồng. Hay là cái cà phê rồi đồ ăn cũng như vậy. Vậy thì chúng ta thấy này, chúng ta nhìn thấy này, cái tỷ giá mà niêm yết trên thị trường nó là 23.610, đúng không? Cái tỷ giá niêm yết. Và ba cái mặt hàng đầu tiên đó, ba cái mặt hàng đầu tiên thì mình thấy rằng là cái tỷ lệ ngang giá nó gần bằng với tỷ giá niêm yết trên thị trường, trong khi các cái mặt hàng phía sau này thì sao các bạn, thì nó thấp hơn cái tỷ giá niêm yết rất là nhiều, đặc biệt là cái dịch vụ cắt tóc nam. Vậy thì các bạn có nhận xét gì cho cô biết là vì sao mà lại có cái sự chênh lệch giữa tỷ giá thực tế và cái tỷ giá ngang giá như vậy nào các bạn? Vì sao lại có sự chênh lệch giữa tỷ giá thực tế và tỷ giá ngang giá mà lại chênh lệch là khác nhau giữa các cái hàng hóa như vậy? Vậy thì những cái hàng hóa mà gần gần bằng tỷ giá thực tế thì nó có đặc điểm gì? Và những cái hàng hóa mà chênh lệch nhiều
thì nó có những cái đặc điểm gì, ai biết được. Có mời bạn Thanh Nguyên nào. Mời bạn Thanh Nguyên nào. Dạ em đâu có giơ tay đâu cô. À, sao không giơ tay mà cô thấy nó giơ tay trên ta. Mời Không, Công Long nào. Rồi cũng bỏ luôn rồi hay không. À, cô mời Hà My nào. dạ thưa cô, là theo em thì các cái tỷ giá mà nó gần bằng với cái tỷ giá niêm yết á, thì cái mặt hàng đó là nó xa xỉ. Dạ, với lại nó mua thời sử dụng trong thời gian dài, còn nếu mà nó khác xa nhau, càng khác xa nhau thì đó là cái mặt hàng mà mình thường xuyên sử dụng nhiều và nó không phải là mặt hàng xa xỉ. Mình có thể mình thường xuyên sử dụng nó. Có ví dụ cắt tóc thì mình cũng thường xuyên cắt tóc, đồ ăn thì mình cũng thường xuyên để ăn, với lại chăm sóc da là cũng thường xuyên để chăm sóc. Còn điện thoại thì mình có thể sử dụng lâu nên là nó xa xỉ, nó gần bằng với cái giá đó cô. Ừ. Vậy cái quần Âu có phải là cái hàng xa xỉ không? Quần Âu là từ châu Âu đúng không cô? Ai không biết quần Âu là cái gì luôn đó hả? Là cái quần Tây đó. À dạ, thì em không biết ạ. À, vậy thì chưa chưa đúng lắm hay chưa đúng. À, cô mời bạn khác nào. Có bạn nào có ý kiến khác không? Mình dự đoán thôi. Vì sao nó lại như thế nhỉ? Kỳ quá ha. Bích Phượng Dạ cô, thì em thấy mấy cái hàng hóa đầu như là điện thoại nè, xe máy nè, quần Âu thì có thể xuất nhập khẩu của cô. ồ Còn hàng hóa mà ở sau như là dịch vụ cắt tóc hay là chăm sóc da thì em thấy nó không xuất nhập khẩu được ạ. ừ. Thật ra là em nói gần đúng rồi, không không xuất nhập khẩu, nhưng mà nói đúng chính xác hơn nữa là không có xuất nhập khẩu mà giữ nguyên được cái gì, à, ví dụ như là giữ nguyên được cái hiện trạng, tức là hay nói cái khác là cái những cái hàng hóa ví dụ như là Samsung, cái điện thoại Samsung, xe máy rồi quần Âu chẳng hạn, thì mình chuyển ra nước ngoài mình vẫn giữ nguyên được hiện trạng của nó, đúng không? Vận chuyển thì vẫn vẫn giữ nguyên được hiện trạng. Chứ còn cái đồ ăn có vận chuyển không giữ nguyên được hiện trạng không? Mang cái bánh McDonald's ở Mỹ sang Việt Nam thì đến khi nó hết hạn sử dụng rồi rồi nó gì ạ, chất lượng nó giảm đi rồi, đúng không? Làm sao mà giữ nguyên hiện trạng được? Hay là cái dịch vụ cắt tóc nam với dịch vụ chăm sóc da nữ, làm sao mà giữ nguyên hiện trạng được? Mình chỉ ship người đi được thôi chứ. Chứ cái dịch vụ đó làm sao mà mình mang nó sang mà nó giống hoàn toàn với ở Mỹ được, đúng không ạ? Nhưng mà cái quần Âu ở Mỹ mà mang sang Việt Nam là nó vẫn y nguyên à, đúng không? Nó có một cái đặc điểm đó là khi mà dịch chuyển thì có những cái hàng hóa là giữ nguyên hiện trạng và những hàng hóa là không giữ nguyên được hiện trạng. Vậy thì cái nào mà càng khó giữ nguyên hiện trạng thì cái ngang giá của nó, cái tỷ lệ ngang giá của nó càng thấp. Đúng không? Ngoài ra còn yếu tố nào tác động làm cho là cái ngang giá của nó có khác trên thực tế nữa không? Cái tỷ lệ ngang giá khác với tỷ giá thực tế nữa không? Vì sao mà giá dịch vụ cắt tóc ở Mỹ lớn thế, cao thế, 28 đô? Hả? Trong khi dịch vụ cắt tóc của Việt Nam thậm chí là cắt lề đường có vài 30.000 thôi chứ cũng có, đúng không? Vì sao? Vì chi phí lao động có khác nhau không các bạn? Chi phí sản xuất đầu vào có khác nhau không? Khác không? Khác chứ. Một anh thợ cắt tóc ở Mỹ anh làm tương đương với là dân văn phòng, còn 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 lương còn cao hơn là gì, kinh doanh ở Việt Nam chứ đâu có giỡn đâu, đúng không? Đó là thợ thôi đấy chứ không phải là chủ đâu, phải không? Chi phí đầu vào khác nhau,
đúng không ạ? Rồi chăm sóc da cũng vậy. Hay là một sản xuất một cái bánh McDonald's ở Mỹ thôi thì chi phí nguyên vật liệu đầu vào ở Mỹ nó mắc hơn mà, cho nên giá nó phải cao, giá nó cao. Còn như là cái bánh McDonald's ở Việt Nam, mặc dù chi phí ở Việt Nam rẻ nhưng mà bán với giá cao thì ai mua? Ai mua không? Không, 89 ngàn một cái bánh McDonald's, phải không? Cho một cái bánh, cho một cái suất ăn đi, một cái suất ăn. Thì ở Việt Nam mình với cái mức giá là 89 ngàn cho một bữa ăn của một người thì các bạn thấy là có sang không? Các bạn đánh giá là có ăn sang không? Có đó, ăn sang rồi đó. À, đa phần người Việt Nam mình là buổi trưa đang ăn có 20-30 ngàn à, đúng không? Một người mà bây giờ 89 ngàn một người, mà hơn nữa là cái văn hóa ăn uống của Việt Nam mình là ăn đa dạng, đúng không ạ? Một bữa ăn là có nhiều món, nào là rau, rồi món xào, món mặn, món canh, đúng không? Vậy thì với 89 ngàn thì các bạn có thể chế biến được rất nhiều món cho một người ăn. Đó. Nhưng mà ăn đồ ăn của McDonald's nào là ăn nhanh, độc hại sức khỏe, tới tâm lý của người Việt Nam nó là như vậy. Không? Rồi là gì nữa? 89 ngàn là ăn hạng sang rồi thôi, không ăn. Đó, vì thế mà bán giá ở Việt Nam mà cao quá thì ai mua? Đâu ai mua đâu. Đúng không? Không ai mua, cho nên phải bán giá thấp lại. Còn trong khi ở Mỹ, thị hiếu tiêu dùng của nó khác. Người Mỹ, người Tây, người nước ngoài là người ta thích đồ ăn nhanh, đúng không ạ? Thích đồ ăn nhanh, bởi vậy cho nên cái các cửa hàng đồ ăn nhanh của nó phát triển lắm. Đó, và cái đồ ăn nhanh như vậy thì họ đó là cái bữa ăn bình thường của họ. Với giá 6,9 đô Mỹ của một bữa ăn trưa thì nó rất là bình thường, nó bình dân. Cho nên là cái mặt hàng này thì cái sự chênh lệch nó ít hơn. Còn lại ở các cái mặt hàng mà có thể di chuyển giữ nguyên hiện trạng này này thì chúng ta thấy là sản xuất ở Việt Nam rồi sau đó mang sang Mỹ bán. Cũng được không? Được. Sản xuất ở Mỹ mang sang Việt Nam bán được không? Được. Hoàn toàn giống nhau. Tức là cái mặt hàng nó hoàn toàn là giống nhau. Vậy thì cái chi phí sản xuất nó có thể là giống nhau luôn. Đúng không? Là giống nhau tại vì mình sản xuất Việt Nam mình mang sang bán. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái gì thôi? À, cái vận chuyển thôi, cái chi phí vận chuyển thôi. Đó. À, cho nên là cái chênh lệch của nó so với cái tỷ giá thực tế đó là nó ít hơn. Như vậy tóm lại này, tóm lại thì vì sao lại có cái sự chênh lệch giữa tỷ giá thao ngay và tỷ giá thực tế, và vì sao cái sự chênh lệch giữa là các cái nhóm hàng hóa là khác nhau, thì chúng ta có thể kết luận là thứ nhất là do cái mức thu nhập khác nhau giữa cả hai quốc gia, đúng không ạ? Thu nhập của người Mỹ rất cao cho nên họ tiêu dùng cho các cái dịch vụ mà xa xỉ, các dịch vụ và các cái mặt hàng xa xỉ thì cũng sẵn sàng hơn so với là người Việt Nam. Thứ hai là do thị hiếu tiêu dùng, đúng không? Thị hiếu tiêu dùng người Việt Nam mình là ăn uống tiết kiệm tằn tiện nè, ăn đơn giản nè, đúng không ạ? Nhưng mà Mỹ thì sao? Thị hiếu tiêu dùng của nó khác, nó thích đồ ăn nhanh, và cái mức giá đó nó còn thấp so với nó. Rồi do cái chi phí sản xuất là khác nhau, phải không ạ? Ngoài ra thì là do cái tính chất là dịch chuyển giữ nguyên hiện trạng. Rồi nó sẽ làm cho là cái nhân tố đầu vào thay đổi và làm cho cái giá bán ra nó thay đổi. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nói về cái ngang giá sức mua tuyệt đối thì chúng ta không nói về một mặt hàng như vậy ha các bạn, mà chúng ta sẽ phải đi tính toán cái giá của cái rổ mặt hàng à, đó. Đây bây giờ chúng ta có này, giá của cái rổ hàng hóa này. Chúng ta có là cái đây ha. Ở đây cô có thêm một cái cột tỉ trọng. Bởi vì khi mà đã đưa vào cái rổ hàng hóa, tức là trong đó có nhiều mặt hàng đó, thì nó phải liên quan đến tỷ trọng của hàng hóa đó. Và cái tỷ trọng này là nó thể hiện được tầm quan trọng của hàng hóa đó trong rổ hàng hóa. Đúng nhá, thể hiện được tầm quan trọng của hàng hóa đó trong rổ hàng hóa. Vậy tầm quan trọng được đánh giá bằng cái gì? Bằng cái việc là sử dụng, tiêu dùng thường xuyên. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy này, đồ ăn này, đồ uống này có tỷ trọng cao, đúng không? Có tỷ trọng cao bởi vì là người nào cũng dùng. À, còn những cái như là hay là cái mặt hàng quần áo mới mặc,
nó cũng có thể rộng cao hơn. Còn các cái dịch vụ này hay là cái các mặt hàng xa xỉ này, thì tỷ trọng nó thấp, được chưa? Vậy tỷ trọng là thể hiện tầm quan trọng của hàng hóa đó trong cái rổ hàng hóa, và cứ hàng thiết yếu thì tạo tỷ trọng cao, mà hàng xa xỉ thì tỷ trọng sẽ thấp. Thì điều này nó cũng giống với là khi mà Việt Nam mình tính cái chỉ số CPI thôi các bạn. Đó, trong 654 rổ hàng, trong 654 mặt hàng chia làm các cái nhóm hàng hóa, thì nhóm hàng hóa thiết yếu là nhóm đứng đầu. Các bạn về các bạn search Google tìm hiểu ha, 654 mặt hàng của Việt Nam được tính là CPI nó gồm những mặt hàng nào, và trong cái 654 mặt hàng đó thì nó phân làm các nhóm nào ha, nhóm hàng hóa nào, thì chúng ta luôn thấy là cái nhóm hàng thiết yếu là nhóm đứng đầu tiên và nhóm có tỷ trọng cao nhất. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta có là cái cột thứ hai đó là giá của mặt hàng đó ở Việt Nam, cột thứ ba là giá mặt hàng ở Mỹ. Và bây giờ mình lấy này, mình lấy giá của Việt Nam. Đây, hồi nãy trong cái công thức của chúng ta, đây chính là PI này nhá. Rồi, còn đây là P gì? PI sao đúng không? PI sao? Giá của nó ở nước ngoài. Còn cái tỷ trọng này nó sẽ chính là WI. Đó, vậy trong trường hợp này là WI phải bằng WI sao luôn đó. Tỷ trọng của trong nước thì bằng tỷ trọng ở nước ngoài. Hai cái rổ hàng hóa này là hoàn toàn giống hệt nhau. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ có là PWI nhân với PI thì nó ra cái cột này. Còn WI nhân với PI sao thì nó ra cái cột này. Được chưa? Rồi sau đó mình cộng tổng lại thì tổng giá của cái rổ hàng hóa ở Việt Nam là 5 triệu 017.900. Còn tổng cái rổ hàng hóa ở Mỹ là 236,52 đô. Như vậy thì ở đây là cái gì đây cả lớp này? Đây là gì? 5 triệu 017. Chúng ta gọi nó là P lớn đúng không? À, còn 236,52 này nó là P gì? P sao? Đúng chưa? Rồi. Vậy thì chúng ta tính cái tỷ giá để cho PBB tồn tại là cái S đó. Hồi nãy cô cho công thức rồi. S sẽ tính bằng P chia cho P sao. Phải không? Và tính ra được là 21.215. Rồi. Vậy thì bạn thấy là cái tỷ giá này với cái tỷ giá thực tế nó có bằng nhau không? Bằng nhau không? Không. Đây, tỷ giá ngang giá là 21.225, nhưng mà tỷ giá thực tế nó là bao nhiêu? Bao nhiêu? Đấy, 23.610. Có nghĩa rằng cái tỷ giá ngang giá này nó thấp hơn so với tỷ giá thực tế. Vậy điều này nó phản ánh điều gì các bạn? Cái việc mà tỷ giá PPP khác với tỷ giá thực tế, hay là cụ thể ở đây là thấp hơn tỷ giá thực tế, thì nó phản ánh điều gì? Ai biết nào? Hà My giơ tay câu hồi nãy đúng không? Bỏ tay xuống giùm cô cái đi. Phản ánh điều gì? Ví dụ như trong cái luật một giá chẳng hạn, thì đáng lẽ ra là giá của hàng hóa đó là 10.000, nhưng mà ở trên thị trường nó đang mua bán 12.000. Vậy nó phản ánh điều gì? Còn đây là đáng lẽ ra tỷ giá nó là 21.000 thôi, nhưng mà thị trường đang 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 để là 23.000. Rồi suy nghĩ nha, suy nghĩ xem nào.
Ai biết không? Người bạn Hà My nè. Dạ em để tay xuống rồi đó con, mà nó chưa có hiện lên. À, người Trâm Anh nè. Dạ thưa cô, theo em nghĩ là ở trường hợp này thì đồng USD đang được định giá cao và Việt Nam đồng đang được định giá thấp. Đúng rồi, đúng rồi. Đáng lẽ ra gì ạ? Cái điều kiện cân bằng trên thị trường mà đã là điều kiện cân bằng là khi đó thị trường làm sao các bạn? Thị trường là hoàn hảo, là thị trường là giá nó phản ánh đúng giá trị, đúng không ạ? Như vậy có nghĩa là nếu như cái tỷ giá là 21.215 thì là giá Việt Nam đồng nó phản ánh đúng giá trị của nó, tức là giá trị của Việt Nam đồng là bằng, xin lỗi, giá trị của một đô la Mỹ là bằng 21.215 Việt Nam đồng, đúng không ạ? Thế nhưng mà thị trường thì đang trả quá cao cho một đồng đô la Mỹ đi, nó đang trả đến 23.260 hả, đúng không? À, giá trị của nó chỉ có 21.000, thế nhưng mà lại đang là trả cho nó đến 23.260. Như vậy thì trong trường hợp này đồng đô la Mỹ đang bị định giá cao và Việt Nam đồng đang bị định giá thấp hơn giá trị thực của nó. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Như vậy chúng ta thấy giá nó khác giá trị thì sẽ có hiện tượng arbitrage, và tương lai thì đô la Mỹ sẽ giảm giá và Việt Nam đồng sẽ tăng giá. Và dựa vào đây mình sẽ dự đoán được tỷ giá trong trong tương lai, đúng không ạ? Rồi, như vậy thì mình thấy được là cái ý nghĩa của cái PPP tuyệt đối ha, làm cho là chúng ta có thể là đánh giá được đồng tiền nào thì đang được định giá thấp và đồng tiền nào đang định giá cao, từ đó dự đoán được cái tỷ giá trong tương lai. Tuy nhiên, với cái hình thức ngang giá sức mua tuyệt đối này thì nó có những cái hạn chế nhất định. Hạn chế đầu tiên là gì? Là chúng ta phải xác định được một cái rổ hàng hóa làm sao hoàn toàn giống nhau ở các quốc gia, đúng không? Hàng hóa phải là giống nhau giữa các quốc gia thì mới xác định được cái ngang giá sức mua giữa đồng tiền này với đồng tiền kia. Nhưng trên thực tế thì rổ hàng hóa của quốc gia này, rổ hàng hóa tiêu chuẩn của quốc gia này nó khác với rổ hàng hóa tiêu chuẩn của quốc gia khác, đúng không ạ? Người tiêu dùng ở Mỹ người ta tiêu những cái, như tiêu dùng những cái mặt hàng mà ở Việt Nam mình đâu có, hay là Việt Nam mình cũng tiêu dùng những cái mặt hàng mà ở Mỹ người ta đâu có tiêu dùng, không ạ? Vậy thì bây giờ làm sao mà mình đi đánh giá, đi tìm kiếm ra được một cái rổ mà hoàn toàn giống nhau ở các quốc gia? Đấy là chưa kể là ở Việt Nam với Mỹ thì còn dễ nhá. Ví dụ như các quốc gia ở châu Phi này, hay là so của Việt Nam với là Triều Tiên đi chẳng hạn, cái tiêu dùng khác của bạn ở đây có xem Hạ Cánh Nơi Anh không? Có thấy không? Có thấy tiêu dùng của người Triều Tiên nó khác không? Khác chứ. Và mình tìm ra một cái rổ hàng hóa cụ thể giống nhau cho cả một cho các cái quốc gia là rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là nếu như mà mình dựa trên một cái rổ hàng hóa đó, thì nó sẽ không phản ánh được cái thực trạng của một nền kinh tế. Thứ nhất là bởi vì rổ hàng hóa đó là đại diện thôi, đúng không ạ? Nó chỉ ví dụ Việt Nam có 654 hàng hóa, nhưng mà trên thị trường nó ngàn mấy hàng cũng nên mặt hàng mà mình không thể thống kê hết được, không phản ánh được hết cái thực trạng. Mà ngoài ra nó còn không được gì nữa, không có được cập nhật thường xuyên nữa, đúng không? Ví dụ một cái rổ hàng hóa thì nó sẽ áp dụng cho là 5 cho đến 10 năm, nhưng mà xu hướng tiêu dùng là thay đổi qua từng năm, thậm chí từng tháng ạ, đúng không ạ? Ví dụ trong giai đoạn dịch bệnh này thì làm sao gia đình nào cũng có khẩu trang, cũng có cồn, cũng có nước rửa tay, phải không? Nhưng mà cái mặt hàng này có đưa vào 654 rổ hàng hóa tiêu chuẩn của Việt Nam không? Không, giai đoạn trước đâu có đâu, người ta đâu có dùng mấy đâu, cho nên đâu đưa vào, đúng không? Thì đáng lẽ ra là mình sẽ phải cập nhật thay đổi liên tục thì khi đó mới đánh giá PPP một cách là chuẩn xác được, PPP tuyệt đối đó, một cách là chính xác được. Nhưng mà vì những cái hạn chế này cho nên là cái PPP tuyệt đối khó mà duy trì được trong thực tế.
Rồi thứ hai nữa là cái VBB tuyệt đối này nó dựa trên giả định thị trường là hoàn hảo. Mà cái gì hoàn hảo thì ở trên đời này cũng là khó kiếm hết, đúng không ạ? Đừng cứ hy vọng là kiếm được một anh người yêu hoàn hảo. Khó đâu, đừng hy vọng kiếm được một cô người yêu hoàn hảo, không có. Đúng không? Đừng hy vọng là kiếm được một công việc hoàn hảo, cũng chẳng có đâu. Cái nào nó cũng có gì, cái khuyết điểm của nó. Cái nào cũng gì có nhược điểm cả, quan trọng là mình chấp nhận được nó hay không mà thôi, đúng không ạ? Vậy thì cái thị trường hoàn hảo trên đời này cũng làm gì có đâu các bạn. Nó luôn luôn tồn tại chi phí vận chuyển, nó luôn luôn tồn tại rào cản thương mại như là các cái thuế quan hạn ngạch của các chính phủ quốc gia để bảo hộ cho quốc gia đó. Chứ làm gì mà có cái sự hoàn hảo tuyệt đối ở trên đời này. Vì thế mà cái PPP tuyệt đối cũng không có duy trì được. Đấy chưa? Rồi cái rổ hàng hóa tiêu chuẩn, à cái này cô nói rồi này, hồi nãy cô nói rồi thì nó không giống nhau với các quốc gia, cho nên là nó là cái hạn chế của PPP tuyệt đối. Thì từ cái hạn chế này người ta phát triển ra cái lý thuyết PPP tương đối, ngang giá sức mua tương đối ha. Rồi vậy thì cái hình thức ngang giá sức mua tương đối này nó khắc phục cái hạn chế của PPP tuyệt đối ha các bạn. Ngang giá sức mua tương đối là cái hình thức mà nó đi xem xét mối quan hệ giữa giá hàng hóa tại quốc gia, các quốc gia trong điều kiện bất hoàn hảo của thị trường. Ê cha, trong hoàn cảnh bất hoàn hảo như vậy là nó gắn với thực tế nhiều hơn, đúng không? Đây mới đúng thực tế chứ, còn làm gì có cái gì hoàn hảo đâu. Rồi, vậy thì cái lý thuyết này nó phát triển như sau. Giá cả của những sản phẩm giống nhau, của những sản phẩm này giống nhau, như vậy thì nó cũng không phải, không nhất thiết phải là một rổ hàng hóa tiêu chuẩn như nhau nữa, đúng không nào? Ở các quốc gia khác nhau thì sẽ không nhất thiết bằng nhau, cho phép là không nhất thiết phải bằng nhau một cách tuyệt đối. Tức là không phải là ở Việt Nam nó có giá là 100.000 thì quy ra đô la Mỹ với tỷ giá 20.000 chẳng hạn, thì ở Mỹ nó phải là có giá 5 đô là không đúng. Nó không nhất thiết phải bằng nhau về con số tuyệt đối như vậy, mà nó sẽ được gì ạ? Nó sẽ được phản ánh là ngang giá sức mua tương đối là cái tỷ lệ thay đổi trong giá của các sản phẩm giống nhau thì sẽ phần nào giống nhau khi được tính bằng một đồng tiền chung. Khi được tính bằng một đồng tiền chung với điều kiện là chi phí vận chuyển và các hàng rào mậu dịch là không thay đổi, không thay đổi chứ không phải là bằng không. Hiểu không ạ? Không thay đổi chứ không phải là bằng không. Hay nói cách khác này, bây giờ mình so sánh này, các bạn cần phải linh hoạt một chút nhé. Với cái PPP tuyệt đối, chú ý này, với PPP tuyệt đối thì chúng ta xét là giá chung của cái gì? Của một rổ hàng hóa tiêu chuẩn, đúng chưa? Và cái giá chung đó là phải giống nhau. Rồi, nhưng mà giống đó là chúng ta so sánh giống trong một thời điểm. Ok chưa? Cô đang nói về PPP tuyệt đối đó, là đi so sánh giá chung của một rổ hàng hóa tiêu chuẩn phải hoàn toàn giống nhau trong một thời điểm. Còn PPP tuyệt đối thì sao? Thì sao? Thì chúng ta đi so sánh cái tỷ lệ thay đổi của giá, chưa? Tỷ lệ thay đổi của giá hàng hóa là sẽ phần nào giống nhau, tức là không phải là giống nhau một cách tuyệt đối đâu nhá. Tỷ lệ thay đổi là giống nhau. Và đã là tỷ lệ thay đổi thì nó sẽ so sánh qua một thời kỳ, trong một thời kỳ. Như vậy tuyệt đối là so sánh trong một thời điểm, còn tương đối là so sánh trong một thời kỳ nha. Từ thời kỳ 1 cho đến thời kỳ thứ 2, một năm trong vòng 1 năm thì mới có được cái sự thay đổi chứ. Hay là trong vòng 1 tháng, từ tháng này cho đến tháng sau thì mới có thay đổi chứ. Đúng không ạ? Day to day, rồi month to month, year to year thì mới thấy được cái sự thay đổi. Chứ còn một thời điểm làm sao thấy được sự thay đổi, đúng không? Đó. Cho nên trong cái thời kỳ đó, thời kỳ mà chúng ta xét về PPP tương đối thì cái chi phí vận chuyển và hàng rào mậu dịch là không thay đổi, được chưa? Đó là điều kiện của PPP tương đối. Vậy bây giờ chúng ta đi đến cái công thức để mà xác định PPP tương đối này. Ta ký hiệu nha.
ký hiệu. PH là chỉ số giá hàng hóa ở trong nước. PH là chỉ số giá hàng hóa ở trong nước. PF là chỉ số giá hàng hóa nước ngoài. IH là lạm phát trong nước và IF là lạm phát ở nước ngoài. Rồi, H này là viết tắt của chữ home, home là ở nội địa ha, còn F là viết tắt của chữ foreign á, là nước ngoài. IH cái I lớn nha các bạn, I lớn mới là lạm phát, nó là viết tắt của chữ inflation đó. Còn tí nữa mà chúng ta học sang cái Fisher quốc tế thì chúng ta có cái I nhỏ nữa. I nhỏ lại là interest, là lãi suất. Cho nên các bạn lưu ý là khi viết thì viết cho đúng nha. Cái I lớn này, này là inflation, là lạm phát này. Còn cái I nhỏ này là interest rate, là lãi suất. ST là tỷ giá giao ngay ở thời điểm hiện tại. Và ST1 là tỷ giá giao ngay trong tương lai. À, và mình đang xem xét là cái khoảng thời gian nó chạy từ T cho đến T cộng 1 đó. Đó. Bởi vì ngang giá sức mua tương đối là mình tính trong một thời điểm, trong một thời kỳ mà đó. Và thời kỳ đó là chạy từ T cho đến T cộng 1. Rồi bây giờ mình sẽ xây dựng công thức như sau. Giả sử ban đầu khi PPP tồn tại thì giá hàng hóa trong nước và nước ngoài là bằng nhau. Giá hàng hóa trong nước thì sẽ bằng giá hàng hóa nước ngoài nhân với S. Rồi dưới tác động của lạm phát làm cho giá hàng hóa trong nước và nước ngoài là lệch nhau, là tăng lên đó, thì sẽ làm thay đổi cung cầu giữa hai quốc gia, đúng không ạ? Và làm cho là cái PPP này nó sẽ thay đổi đi, nó cái điều kiện ở cái phương trình 2 nó sẽ thay đổi đi. Vậy thì nếu như lạm phát ở trong nước là IH, lạm phát trong nước là IH, thì có phải là giá hàng hóa trong nước ban đầu là PH, bây giờ tăng thêm một cái tỷ lệ IH nữa thì giá hàng hóa trong nước nó sẽ là PH nhân với 1 cộng IH không? Đúng không? Rồi, và tương tự thì PF, giá hàng hóa nước ngoài thì nó cũng tăng lên, bởi vì lạm phát nước ngoài tăng lên mà, cho nên giá hàng hóa nước ngoài thì sẽ bằng là PF nhân với 1 cộng IF. Được chưa? Rồi, vậy thì nếu như mà vẫn nhân với cái ST này, nếu là vẫn để cái ST này bê xuống đây, thì rõ ràng là mình thấy này, cái trên này nó đang ngang giá, bây giờ dưới này mình nhân với 1 cộng IH, bên này mình nhân với 1 cộng IF, và lạm phát của hai quốc gia là khác nhau, IH khác IF, cho nên nếu bê ST xuống đây thì cái ngang giá này nó không tồn tại nữa, đúng không ạ? Tức là nó trở thành bất đẳng thức rồi. Vì thế mà cái tỷ giá giao ngay nó phải thay đổi. Nó thay đổi và nó thay đổi thành ST cộng 1 để cho PPP tồn tại. Đó, để PPP tồn tại. Vậy thì với là ST có thể thay đổi từ, cái tỷ giá giao ngay có thể thay đổi từ ST thành ST cộng 1 thì chúng ta phải có điều kiện là tỷ giá là linh hoạt. Đúng không? Còn nếu tỷ giá cố định như trong trường hợp PPP tuyệt đối thì thôi, nó cố định thì xuống đây nó thành là bất đẳng thức, không được. Thế thì từ đây mình sẽ rút ra được cái công thức, đó là ST cộng 1 chia cho ST thì sẽ bằng 1 cộng IH chia cho 1 cộng IF. Được chưa? Rồi, bây giờ mình làm sao để mình đưa về cái tỷ lệ thay đổi giá, đúng không ạ? Bởi vì mình đang phát biểu là PPP tương đối là tỷ lệ thay đổi giá nó bằng nhau mà. Rồi bây giờ tôi đặt EF là phần trăm thay đổi trong tỷ giá giao ngay trong tương lai. Tức là cái sự thay đổi từ S lên đến ST cộng 1 đó. Như vậy EF thì sẽ được tính bằng ST cộng 1 trừ đi ST và chia cho ST. Được chưa? Đây là phần trăm thay đổi giá này. Cái này các bạn tính thông thường thôi đúng không ạ? Phần trăm thay đổi giá từ kỳ này so với kỳ trước thì sẽ bằng giá kỳ này trừ giá kỳ trước chia giá kỳ trước thôi, đúng không? Rồi mình rút đó là gọn lại là nó thành ST cộng 1 chia cho ST này, rồi trừ đi 1, được chưa? Vậy thì thế vào cái công thức ở bên đây này, đây đây mình có là ST cộng 1 trừ đi ST thì bằng 1 cộng IH chia cho 1 cộng IF. Vậy mình thay nó vô đây, vậy E của mình
nó sẽ bằng là 1 cộng IH chia cho 1 cộng IF và trừ đi 1. Được chưa? Nếu như mà lạm phát nước ngoài cái IF này mà gần bằng 0 thì chúng ta đưa cái công thức về dạng là EF thì sẽ bằng IH trừ IF, hay nói cách khác là gì? Là cái sự chênh lệch tỷ giá giữa hai đồng tiền sẽ phản ánh cái sự chênh lệch trong cái gì đây các cả lớp? Trong lạm phát của hai quốc gia để giữ cho trạng thái PPP tương đối được duy trì. Như vậy nếu IH mà lớn hơn IF, có nghĩa là lạm phát trong nước mà lớn hơn lạm phát nước ngoài, thì điều gì xảy ra các bạn? Nếu mà lạm phát trong nước mà lớn hơn lạm phát nước ngoài thì điều gì xảy ra? IH lớn hơn IF thì EF làm sao? Dương hay âm? Dương hay âm? Dương hay âm nhỉ? Dương. IH lớn hơn IF thì IH trừ IF nó dương. IH trừ IF cái này, anh này mà dương thì là gì? Thằng EF nó dương. Mà EF dương có nghĩa là gì? Phần trăm thay đổi trong tỷ giá giao ngay mà dương thì có nghĩa là tỷ giá nó sao? Nó tăng lên hay nó giảm xuống? Tăng lên hay giảm xuống? Tăng lên. S tăng lên còn gì nữa hả? Tỷ giá mà tăng lên, S mà tăng lên thì đồng ngoại tệ tăng giá hay đồng ngoại tệ giảm giá? Tỷ giá mà tăng lên thì ngoại tệ tăng hay giảm giá? Như Ngọc nào? Dạ thưa cô, tỷ giá mà tăng thì đồng ngoại tệ sẽ tăng giá ạ. Đúng rồi. Như vậy chúng ta sẽ thấy này, nếu như mà có cái sự tăng giá hàng hóa, nếu có sự tăng giá hàng hóa, tức là cái lạm phát nó tăng lên đó, đúng không ạ? Lạm phát tăng là tăng giá hàng hóa đó. Nếu có sự tăng giá hàng hóa thì cái tỷ giá giao ngay trong tương lai nó sẽ điều chỉnh, đúng ạ? Nó sẽ điều chỉnh để cho gì ạ? Bằng cái sự chênh lệch về tỷ lệ lạm phát để đưa giá hàng hóa về trạng thái cân bằng nha. Rồi cô nhắc lại này, các bạn còn có người thì mình ghi vào này. Nếu có sự tăng giá hàng hóa, nếu có sự tăng giá hàng hóa thì tỷ giá giao ngay trong tương lai, tức là cái ST cộng 1 này này, nó sẽ điều chỉnh tăng hay là giảm lên bao nhiêu, tức là cái EF này đó, nó sẽ điều chỉnh bằng sự chênh lệch trong tỷ lệ lạm phát giữa hai quốc gia. Điều chỉnh bằng sự chênh lệch lạm phát giữa hai quốc gia để đưa giá hàng hóa về trạng thái cân bằng. Được chưa nào? Rồi, như vậy bạn nhìn này, so với IRP, tức là so với lý thuyết ngang giá lãi suất mà chúng ta học ở chương 4 đó, còn nhớ không? Còn nhớ IRP không? Quên rồi cũng nên nữa, mình nhắc lại đi. Nhắc lại cho cô cái lý thuyết IRP mà chúng ta học ở chương 4 nó phát biểu như thế nào nè. May quá, vẫn còn người nhớ. Cô mời bạn Hà My nè. Dạ thưa cô, là IRP chính là lý thuyết ngang giá lãi suất. Nó là khoản chênh lệch lãi suất giữa hai quốc gia sẽ được bù đắp bằng sự khác biệt giữa tỷ giá kỳ hạn với lại tỷ giá giao ngay ạ. Để làm sao? Để đưa cái gì về cái bằng với cái gì nhỉ? Dạ thưa cô, là để đưa cái phần bù hoặc là phần chiết khấu bằng với lại... Không. Dừng lại, đừng nói nữa. sẽ dẫn đến là sự hiểu nhầm cho các bạn trong lớp. Bạn nói phần đầu đúng rồi. Sự chênh lệch trong lãi suất của hai quốc gia thì sẽ được điều chỉnh bằng tỷ giá kỳ hạn.
nha, sẽ được điều chỉnh bằng tỷ giá kỳ hạn để tỷ suất sinh lợi khi đầu tư trong nước bằng với tỷ suất sinh lợi ở nước ngoài. Đúng không? Nhớ không? Đó, mới học hôm trước quên rồi. Rồi vậy thì IRP là cái gì chịu trách nhiệm điều chỉnh? Nhân tố nào chịu trách nhiệm điều chỉnh? Tỷ giá kỳ hạn. Đúng không? IRP á là tỷ giá kỳ hạn chịu trách nhiệm điều chỉnh. Còn ở PPP tương đối là anh nào chịu trách nhiệm điều chỉnh? Hả? Tỷ giá giao ngay trong tương lai. Đúng chưa? Một bên là tỷ giá kỳ hạn, còn anh này là tỷ giá giao ngay nha. Rồi tiếp này. Cái khác thứ hai nữa này. Ở IRP thì nó tỷ giá kỳ hạn nó điều chỉnh cái gì? Sự chênh lệch của cái gì các bạn? Hả? Ở IRP thì tỷ giá kỳ hạn nó điều chỉnh sự chênh lệch của cái gì? Của lãi suất. Đúng không? Của lãi suất giữa hai quốc gia. Còn ở PPP là tỷ giá giao ngay nó điều chỉnh sự chênh lệch trong lạm phát của hai quốc gia. Nhớ chưa? Rồi. Mục đích để làm gì nè? Mục đích của IRP là làm cho tỷ suất sinh lợi trong nước bằng với tỷ suất sinh lợi ở nước ngoài. Nhưng với PPP, mục đích điều chỉnh là để làm cho giá hàng hóa trong nước bằng với giá hàng hóa ở nước ngoài. Thấy sự khác biệt không? Thấy không? Rồi ha. Tí nữa mình nói thêm. Bây giờ tiếp tục mình đi nhận xét về cái PPP tương đối này. Như vậy thì như hồi nãy chúng ta đã thấy này, IH mà lớn hơn IF thì EF lớn hơn 0 này, lúc nãy chúng ta nhận định rồi nhá. EF lớn hơn 0 có nghĩa là tỷ giá giao ngay trong tương lai sẽ tăng so với tỷ giá giao ngay ở thời điểm hiện tại. Đúng không ạ? Mà tỷ giá mà tăng thì đồng ngoại tệ sẽ tăng giá. Vậy thì kết luận đồng ngoại tệ sẽ tăng giá khi lạm phát trong nước cao hơn lạm phát ở nước ngoài. Ngược lại thì đồng ngoại tệ sẽ giảm giá khi lạm phát ở nước ngoài cao hơn lạm phát ở trong nước. Rồi bây giờ làm ví dụ. Tỷ giá giao ngay là 1,2180. Giả sử sau một năm, các bạn ơi, các bạn nghe có ồn không? Dạ có. Có ồn lắm không? Dạ không, vẫn nghe được tiếng rõ của cô. Rồi ok, tại vì là ở cái chỗ cô nó ồn thì ra cô sợ là. Rồi. Giả sử sau một năm thì lạm phát ở Mỹ là 10% và ở Anh là 5%. Xác định GBP, tỷ giá GBP USD mới sau khi điều chỉnh theo PPP. Xác định tỷ giá mới có nghĩa là tỷ giá sau điều chỉnh, đúng không ạ? Mà tỷ giá sau điều chỉnh là tỷ giá nào? SG? ST cộng 1 nha. Rồi, vậy thì muốn tính được ST cộng 1 thì mình phải biết cái gì? Biết gì chứ? Mình biết được cái này là cái gì rồi đây? Anh này là anh nào rồi đây? Anh này là ST rồi nè, đúng không? Biết ST rồi nè. Vậy muốn biết ST cộng 1 thì phải biết được cái tỷ lệ thay đổi. Đúng không? ST cộng 1 tức là tỷ giá sau khi điều chỉnh, tỷ giá sau thì sẽ bằng tỷ giá ngày hôm nay cộng với cái tỷ lệ thay đổi trong tỷ giá, tức là nhân với 1 cộng cho EF, đúng không ạ? Vậy thì muốn tính được ST cộng 1 mình phải đi tính EF. Mà EF trong ngang giá sức mua thì nó có công thức đây rồi. EF thì sẽ bằng, các bạn tính theo công thức đúng cho cô nha. Còn cái công thức gần đúng thì mình chỉ dùng cho mục đích là nhận xét thôi nhá. Còn khi tính toán thì mình dùng cái công thức đúng này này các em. Đó. Rồi, EF thì bằng 1 cộng IH chia cho 1 cộng IF trừ đi 1. Rồi, bây giờ tính cho cô xem nó là bao nhiêu. Wow, nhiều người quá. Có 10 bạn à. Có bạn nào mới mới không? À, bây giờ cô không có mời các bạn giơ tay nữa. Cô mời những cái bạn không giơ tay cơ.
chứ hổm giờ là gì đó toàn là các bạn giơ tay được gọi, còn những cái bạn khác là không thấy phát biểu bao giờ hết á. Mà cái này rất là dễ, công thức cô cho rồi, bây giờ sang đây áp dụng thôi. Giờ cô mời nè, mời bạn Kim Cương nào. Dạ cô. Cho cô biết là em sẽ tính EF như thế nào nào. Nhưng mà em không có máy tính ở đây cô. Thật cô đâu có bắt mày máy tính đâu. Vậy máy tính đâu mà đi học mà không có máy tính là làm sao? Dạ tại vì em về quê em có mang máy tính về. Ý về quê nhưng mà bây giờ bữa giờ học mấy tháng rồi hả? Em có mượn nhưng mà tại vì bạn nó đã lấy lại nó hỏng À rồi rồi. bây giờ cô kiểm tra gì em lấy gì em làm. Dạ em đi Yes. muộn nhưng mà tại vì hôm nay nó lấy lại máy tính rồi cô. Hay quá ha. Không có máy tính thì tính bằng tay, giờ cứ phụ thuộc máy tính vậy hả? Mấy cái này đâu có phải giải phương trình rồi là đâu có phải gì ghê gớm đâu mà cần máy tính. Cái này dễ không à, cần gì máy tính. Rồi bây giờ tính cho cô, không cần máy tính cũng tính được nữa. EF nó bằng bao nhiêu? À, viết công thức ra cho cô coi nè. Dạ cô đợi em một xíu. Đâu rồi? Bây giờ cô hỏi này, Cương đâu? Dạ. Cho cô biết là cô viết sẵn công thức ở đây cho em đọc cho cô các cái chỉ tiêu. Bây giờ công thức cô vừa mới cho phía trước xong bây giờ cô bà kêu đọc lại công thức cũng không biết rồi, đi đi rờ cái gì, đi kiếm cái gì vậy không biết nữa. EF của mình nó sẽ bằng là 1 cộng IH. Cô mới viết công thức ở phía trước rồi đó. Giờ kêu đọc lại cũng không biết đọc nữa là sao. Trên cho 1 cộng IF. Trừ đi 1. Vậy cho cô biết IH bằng bao nhiêu, IF bằng bao nhiêu. Rồi bây giờ em biết I là cái gì không? Em biết IH là cái gì không? Cô y là lạm phát đó cô. À, y là lạm phát và IH là cái gì? Dạ cô IH nó sẽ là bằng 10, còn IF là bằng 5. Đúng rồi. Vậy giờ EF nó bằng nhiêu? Cô đợi em bấm máy tính. Vì sao mà nhận ra đây là IH là 10 mà IF là 5 mà không phải là IH là 5, IF là 10? Biết không? Các bạn biết không? Bây giờ cô nói IH, cô cho là nước Anh là nội địa, cô lấy IH bằng 5 được không? Còn nước Mỹ là nước ngoài, cô lấy IF bằng 10 được không? Cả lớp. Ai biết? Cô lại cho đồng USD là đồng định giá. À, đúng rồi, là đồng định giá. Mà mình ở trước trong cái chương 2 mình đã học rồi nha cả lớp, là khi đồng định giá thì mình coi là đó là đồng tiền của, là đồng gì, là đồng nội tệ nha. Còn đồng ít giá thì mình coi nó là đồng ngoại tệ nha. Cho nên là mình dựa vào cái này để mình nhận biết là đâu là đồng nội tệ, đâu là đồng ngoại tệ. Bởi vì những cái bài mà nó liên quan đến là ngang giá sức mua này, hay là xíu nữa mình có nói về cái Fisher quốc tế á, thì các bạn xác định đúng IH và IF thì các bạn mới làm đúng được. Còn mà xác định sai là các bạn sai à. Rồi, bạn Cương không có máy tính thì thôi, cả lớp bấm cho cô. Thì trong trường hợp này mình sẽ có là EF của mình sẽ là 4,76% nhé. Rồi, và từ đó thì mình tính ra được là cái tỷ giá ST cộng 1 sẽ bằng ST nhân với 1 cộng EF là sẽ bằng 1,2760. Được chưa? Trong trường hợp này thì EF dương cho nên là ST nó sẽ tăng đúng không ạ? Ban đầu nó chỉ có là 1,218 thôi, bây giờ nó tăng lên 1,2760.
Đó, và mình thấy là khi đó là lạm phát ở trong nước. Lạm phát ở trong nước lớn hơn lạm phát nước ngoài nên là tỷ giá giao ngay nó sẽ tăng lên để nó bù đắp cái sự chênh lệch đó, được chưa? Rồi ví dụ tiếp theo nào. Ví dụ 2, câu A. Tỷ lệ lạm phát ở Sing là 5% và ở Mỹ là 3%. Vậy thì theo PPP giá trị của đồng đô sẽ thay đổi như thế nào? Bây giờ xác định cho cô là đâu là nội tệ và đâu là ngoại tệ nha. Xác định trước, còn chưa tính đâu. Mời bạn Hải Đăng nào. Nguyễn Hải Đăng. Dạ em nghe ạ. Để xác định cho cô đâu là đồng nội tệ, đâu là đồng ngoại tệ em. Câu A nhé. Dạ. Em hỏi cô là đồng nội tệ là Singapore và đồng ngoại tệ là đồng đô la Mỹ ạ. Căn cứ vào đâu để em xác định cái đó? Căn cứ vào đâu nhỉ? Nãy mới hướng dẫn xong. À, em nói cô là em không còn nhớ, em không còn nhớ rõ được cái cô câu hồi nãy cô mới nói hả cô. Hay vừa mới nói xong đã quên à? Thế nhưng mà đi với người yêu là em nói từ thời nào anh vẫn nhớ đúng không? Vừa mới nói xong tức thì xong lại quên. Đồng tiền yết giá thì nó sẽ là ngoại tệ, mà đồng tiền định giá thì nó sẽ là nội tệ. Thì cái đồng đô la Sing á, người ta yết trực tiếp hay là yết gián tiếp cả lớp? Hả? Có bao giờ người ta viết như thế này không? Có bao giờ người ta viết như thế này không? Dạ không ạ. Không, người ta viết ngược lại đúng không? Cho nên đồng đô Sing là đồng định giá, còn đồng đô la Mỹ là đồng yết giá đúng không? Rồi, giờ nhớ chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, Em cảm ơn cô. mời bạn khác. Bây giờ tính cho cô tỷ lệ lạm phát, xin lỗi, giá trị đồng đô sẽ thay đổi như thế nào? À, còn một cái tip nữa mà các bạn có thể nhận biết được đâu là cái đồng ngoại tệ ha. Ví dụ như là cái câu hỏi người ta hỏi như thế này này, giá trị của đồng đô sẽ thay đổi như thế nào? Đó, thì cái PPP tương đối á, là người ta đang muốn nói đến cái giá trị của cái đồng ngoại tệ, tức là cái tỷ giá của cái đồng ngoại tệ. Đó, cho nên câu hỏi mà giá trị của đồng gì đó sẽ thay đổi như thế nào thì cái đồng đó chính là đồng ngoại tệ luôn đó nha. Rồi, bây giờ tính cho cô xem là tỷ giá sẽ thay đổi như thế nào, tức là đi hỏi cái gì đây? Hỏi cái gì? Mời bạn Thu Hiếu nào. Võ Thị Thu Hiếu, à Võ Thị Thu Hiếu rút học phần rồi sao? À mời bạn khác. Mời bạn Trần Nguyễn Hải Đăng nào. Lúc nãy là Nguyễn Hải Đăng đúng không? Bây giờ là Trần Nguyễn Hải Đăng. Lớp này nhiều ngọn đèn sáng quá. Dạ em nghe cô. Rồi, Hải Đăng cho cô biết là bây giờ mình sẽ đi, người ta đang hỏi em cái gì đây? Giá trị đồng sẽ thay đổi như thế nào ạ? Giá trị đồng này sẽ thay đổi như thế nào, tức là đi hỏi cái gì đó trong cái công thức đó, trong các cái ký hiệu mà mình đã học đó. Em quên cái ký hiệu đó rồi cô. Trời, mấy cái anh lớp này kỳ ghê luôn hả? Đó, slide có không? Slide cô gửi cho chưa? Gửi rồi phải không? Vậy giờ lật lại slide. Mà mới học xong, mới chữa cái ví dụ phía trước xong mà bây giờ quên cái ví dụ rồi, không biết nhớ gì nữa. Giá trị nó sẽ thay đổi như thế nào, hay là đi hỏi phần trăm biến động giá, và phần trăm biến động giá nó là cái EF này này, rồi không nhớ ký hiệu, không nhớ công thức làm sao làm. Vậy EF bằng gì Hải Đăng? Dạ là bằng 5% chia cho 3% trừ cho 1, âm 1 5% chia cho 1 cộng 3% trừ cho 1.
1 cộng 5% chia 1 cộng 3% chia 1, đúng rồi. Dạ tính là AF ha. Rồi. Câu B, các bạn ở trong lớp tự tính nha, câu B. Tỷ lệ lạm phát ở Mỹ là 3% và ở Trung Quốc là 8%. Rồi tỷ giá giao ngay là sau khi điều chỉnh theo PPP thì tỷ giá mới là bao nhiêu? Rồi câu này tương tự với cái ví dụ 1 nha. Bây giờ gọi bạn khác nào. Mời bạn Quỳnh Hương nào. À Quỳnh Hương này cũng vắng rồi. Quỳnh Hương vắng rồi. À, mời bạn có bạn nào mới không? Bảo Khanh nào. Dạ cô. Ừ, những bạn mà cô gọi á, cô gọi tên á, không phải xung phong đúng không? Nhưng mà cô gọi mà trả lời đúng thì cô vẫn ghi nhận xây dựng bài nha. Bảo Khanh cho cô biết nào. Cái với cái bài này thì em cần tính cái gì và em tính như thế nào? Dạ em tính EF cô. Ừ. Bài này người ta hỏi EF hả? Người ta hỏi dạ, cái người gì? Người ta hỏi tỷ giá mới. Ờ tỷ giá mới nó là gì? Dạ nó là cái ST cộng 1. Đúng rồi, người ta đang yêu cầu bạn tính ST cộng 1 đó. Vậy muốn tính được ST cộng 1 thì mình phải tính được EF đúng không? Dạ. Rồi, vậy giờ xác định cho cô EF bằng nhiêu? Dạ bằng 0,0485 ạ. Thế thì sao? Dạ 1 cộng 8% trên cho 1 cộng 3% trừ cho 1 ạ. Ừ, rồi chính xác. Rồi bây giờ ST cộng 1 bằng nhiêu? Dạ, đợi cô đợi em xíu. Dạ bằng 7,088 ạ. À.